tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namatthu ratanatayassa. Đệ tử xin thành kính đại lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày giỗ của bà Cố Tu Nữ Diệu Tâm. Hôm nay ở trong gia đình, các con cháu của bà thỉnh Chư Tăng và mời các cô tu nữ đến đây để thiết lễ cúng dường hồi hướng phước đến cho bà. Gia đình quyến thuộc của thí chủ có nhà ý muốn nghe pháp từ thuở xa xưa, thời Đức Phật còn tại thế thì cũng có những cái trường hợp này, tức là vào những cái dịp thỉnh Phật và Chư Tăng về để trai tăng cúng dường đó, thì Đức Phật lại thuyết pháp cho các cư sĩ nghe. Nay chúng ta cũng theo cái thông lệ đó, để mỗi lần mà Chư Tăng tụ họp về thì Phật tử ở trong gia đình xúm nhau nghe pháp. Thì hôm nay nhân dịp này sẽ có một cái vấn đề chia sẻ với quý vị. Sư đã đến đây, đến nhà, đến tu gia nhiều lần. Từ thổ xa xưa, khi mà ông cụ, bà cụ còn xin tiền, lúc đó con cháu quây quần và các anh, các chị đều là khỏe mạnh. Ông cụ, bà cụ cũng tương đối là khỏe. Nhưng mà trải qua một thời gian dài thì chúng ta thấy bây giờ nó có sự biến đổi khác đi. Do đó chúng ta nhớ trong cuộc sống của chúng ta đó, nó có bốn cái điều si vong: chara parichunna, tức là lão si vong; thứ hai gọi là gia thí parichunna, tức là bệnh suy vong; rồi phô gá parichunna là tài sản suy vong; nhà thí parichunna là quyến thuộc suy vong. Ở trong cuộc sống này chúng ta không có thoát khỏi những cái cảnh trạng đó. Thế nào là lão suy vong? Một con người sống cho đến cái độ tuổi từ 50 là bắt đầu thấy cái hiện tượng già lão, bắt đầu cái tuổi già nó tàn phá cái sức khỏe của chúng ta. Rồi 60, rồi 70, 80, các vị đã trải nghiệm những người mà lớn tuổi đó thì chúng ta thấy là con người ai sống rồi cũng phải già. Thứ hai đó là bệnh suy vong. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta được ăn sung mặc sướng, chúng ta có đầy đủ tài sản vật chất thì chúng ta khỏe, không có đâu. Cái thân tứ đại này luôn luôn là nó mang mầm bệnh, không bệnh này thì cũng bệnh khác, trái gió trở trời, lúc nào chúng ta cũng có thể bệnh được. Mà sự bệnh tật nó phát sanh rồi thì nó làm cho sức khỏe cũng tiêu hao dần dần, cái đó gọi là bệnh suy vong. Tài sản suy vong là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Ở cái cõi nhân loại chúng ta, giàu cho người có tài sản, nhưng mà tài sản của chúng ta không có giữ bền được. Không phải giống như là tài sản chư thiên,
ở trên cõi trời các vị thiên thần khi phước phát sanh lên tài sản gọi là dipasambati, thì cái tài sản đó có thể giữ được bền. Còn như là ở cõi người của chúng ta đó, thì tài sản nếu như đối với những người Phật tử, cư sĩ có giữ giới, có làm phước thường thường và có trì năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, uống rượu, thì như vậy nhờ cái phước đức đó mà có thể giữ được tài sản hơi lâu bền chút. Còn những người mà họ tự nhiên họ phất lên họ giàu có, mà cái sự giàu đó tài sản phát sanh do họ lương lẹo, mua gian bán lậu, hay là họ làm những việc bất chánh để phát sinh lên tài sản, thấy họ giàu đó nhưng mà sẽ suy sụp đó, chứ không có bền vững được. Cho nên ở đây đó, ở trong gia đình Phật tử chúng ta ở đây là có cái cơ ngơi, có cái tài sản, nhưng mà sư thấy rằng các vị đều là những người Phật tử chân chính, sống chánh mạng, thì sư cũng mừng, cũng tạm gọi là yên tâm là chúng ta có thể giữ được tài sản. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cuộc đời nó là vô thường, rồi nó sẽ có lúc vậy. Còn cái điều thứ tư đó gọi là quyến thuộc si vong. Trong cái quyến thuộc si vong đó, chúng ta phải nhớ như thế này, có những gia đình quyến thân tộc, con cháu, dâu rể, ông bà cha mẹ đầy đủ sung túc, mỗi một năm ngày tư ngày Tết tụ họp về một lần chào mừng với nhau, nói chuyện với nhau vui vẻ. Nhưng là người Phật tử chúng ta phải nghĩ đến cái cảnh thế nào rồi quyến thuộc cũng suy vong. Quả thật vậy, ông bà dần dần già chết đi, rồi cha mẹ mình cũng già chết đi. Bây giờ tới phiên cái thế hệ của con trai con gái, mình cũng lớn tuổi rồi, thì như vậy dần dần cũng sẽ để lại. Và con cháu bắt đầu, những đứa cháu nó lớn lên, nó đi làm ăn chỗ này chỗ kia, bắt đầu xa rời. Hôm nay sư đến đây giữ cái ngày giỗ này, sư thấy ở trong gia đình quyến thuộc là chúng ta bắt đầu có sự thưa thớt. Cái sự thưa thớt đó đó không phải là vì quý vị không còn niềm tin đâu Tam Bảo, mà cái sự thưa thớt đó là do cái định luật gọi là quyến thuộc si vong. Ai cũng vậy, thậm chí ngay như dòng họ Thích Ca là thân tộc của Đức Phật, khi mà ngài còn là vị thái tử sống ở tại hoàng cung, thì lúc đó dòng tộc Thích Ca rất là sung túc, dân cư trù mật ở trong xứ Kalawatthu, thành Kalawatthu xứ Sakka. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn ngài thành đạo rồi, ngài bỏ người đi tu, sau đó ngài thành Phật, ngài trở về ngài tiến độ quyến thuộc, thì bắt đầu những người họ giác ngộ theo Phật pháp họ đi xuất gia. Khi đi xuất gia như vậy là khiến cho dòng tộc bị thưa thớt. Được cái đó là Đức vua Quy Đức đã phá, đem quân đến tấn công và giết dòng hoàng tộc Thích Ca, chỉ còn lại không có bao nhiêu người. Thì với cái cảnh trạng đó thì cũng phải chịu thôi, chứ về định luật vô thường nó là như vậy, chúng ta không thể thay đổi được. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó là chúng ta nhìn, chúng ta phải biết làm cái gì. Ở đây thưa quý vị, ngài thời Đức Phật có vị tỳ kheo tên gọi là Rathapala. Ngài là con một trong gia đình triệu phú
trưởng giả. Lúc đó công tử Ratthabala muốn vì nghe Đức Phật thuyết pháp cho nên chán cuộc đời muốn đi xuất gia, về xin cha mẹ không cho. Ratthabala cố gắng làm đủ một cách để thuyết phục được cha mẹ, cha mẹ cho phép đi xuất gia, xong trở về đắc A La Hán, xong trở về quê nhà. Rồi ngài ghé qua tại vườn ngượng quyển của vua Cô Rào Giá. Đức vua Cô Rào Giá nghe tin tôn giả Ratthabala đã về ở tại quê hương và hiện đang ở tại vườn ngự quỷ, vua thân chinh đi đến, vua thân hành đi đến. Sau khi chào hỏi xong, vua mới hỏi: thưa tôn giả, người ta đi tu là vì lão suy vong, bệnh suy vong, người ta già, người ta không làm ăn được cho nên ta mới đi tu. Người ta bị bệnh tật cho nên họ cảm thấy đau khổ khó chịu họ mới đi tu. Rồi tài sản suy vong, khi họ không còn tiền của suy sụp thì họ mới bắt đầu nghĩ đến chuyện đi tu. Rồi quý thuộc suy vong, người ta mới đi tu. Nghĩa là trong gia đình thân tộc tan rã hết, người ta mới đi tu. Nhưng mà nay tôn giả tuổi còn trẻ, sức khỏe còn dồi dào, tài sản ăn cả đời không hết của cha mẹ ngài để lại, rồi quý thuộc của ngài ở trong thành Cô Rú này rất là nhiều quý thuộc bên nội bên ngoại, vậy ngài thấy gì, ngài biết gì mà ngài đi xuất gia? Thì ngài Ratthabala ngài nói: tôn đại vương, do tôi thấy, tôi biết, do nghe Đức Thế Tôn ngài giảng rằng Upanishadi Loko Athuvo, đời là vô thường, đi đến chủ hủy diệt, cho nên tôi chán là tôi đi xuất gia. Ngài đã thấy trước vậy. Công tử Ratthabala ngài thấy trước. Bây giờ giàu cho có tài sản, giàu cho có tuổi trẻ, có sức khỏe, có tài sản, có quý thuộc đông, nhưng mà rồi một thời gian tất cả đều phải bị vô thường, nó sẽ biến hoại, sẽ mất đi, nó sẽ đi đến cái chỗ mà lão suy vong, bệnh tật suy vong, tài sản suy vong và quý thuộc suy vong. Nghĩ vậy tôi chán, tôi đi xuất gia. Đó là bài học thứ nhất mà quý vị cần phải để ý. Chứ chúng ta đừng có chỉ vui lúc nào hay lúc đó, rồi đến khi mà chúng ta gặp cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh tài sản suy sụp, rồi cái cảnh mà quyến thuộc phân ly, lúc đó chúng ta ngồi, chúng ta ngao ngán, chúng ta khóc than, chúng ta thở dài, chúng ta đau khổ vô ích. Tại vì hồi cái lúc mà chúng ta đương thời đó, chúng ta không chịu nghĩ tới để mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị cái hướng đi cho mình, cho nên về sau này chúng ta sẽ hối hận. Còn ai mà chuẩn bị cái hướng đi đó, khi mà chưa già, chưa bệnh, chưa tiêu hao tài sản, chưa phân ly quyến thuộc, là họ đã suy nghĩ đến cái chuyện là phải tu, phải làm các cái việc thiện đức, thiện phước. Rồi cái điều thứ hai ngài nói rằng là Đức Thế Tôn dạy Atta no loko anephisaro, đời là vô hộ vô chủ. Quả thật vậy, không ai có thể làm chủ được bản thân mình, đừng nói chi làm chủ cái gia sản hay là làm chủ một cái quý thuộc. Ở đây đó, khi mà chúng ta bệnh là tự chúng ta chịu lấy, và không ai có thể, bà con quý thuộc cũng không thể giúp được gì cho mình. Rồi khi chúng ta già thì con cháu chỉ đứng nhìn thôi chứ cũng không có chia sẻ được cái già của mình. Do đó cho nên chúng ta cần phải chán. Đời là vô hộ vô chủ, không có ai có thể giúp được cho chúng ta đâu. Và ngài Ratthabala ngài nói với Đức vua Cô Rào Giá cái điều thứ ba
Asapo Loko Sapang Pahaya Gaudiyang, đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Quả thật vậy, dầu cho có tài sản, đất vườn, nhà cửa, nhưng mà rồi tất cả chúng ta đều phải bỏ lại, bởi vì tất cả chúng sanh ai cũng phải chết. Mà khi chết ra đi đó, phải bỏ lại tất cả, không có mang theo cái thứ gì hết. Người trí thấy biết như vậy cho nên chán. Và khi đã chán rồi đó thì bắt đầu lo dọn đường cho mình đi, tức là hướng tâm đến cái việc mà chúng ta làm thiện pháp tự thân. Và cái điều cuối cùng á, điều thứ tư mà ngài Rathapala, ngài thuyết cho vua Kodaya nghe, Đức Thế Tôn đã dạy rằng Uno loko atitto tanha daso, thế gian luôn luôn là thấy thiếu thốn, họ không có tuệ nguyện và suốt cuộc đời làm nô lệ cho tham ái. Quả thật vậy, đa phần người thế gian, người đời không biết bao nhiêu là đủ, dầu cho có tiền muôn bạc vạn, có nhà cao cửa rộng, có ruộng đất bề bề, do họ cũng vẫn chưa thấy là đủ, mà họ cứ nhìn người khác, họ so sánh, họ thấy là họ còn thua kém. Cho nên suốt cuộc đời của họ, họ chỉ đổ cái thời gian, bỏ cái thời gian để làm nô lệ cho dục vọng, cho tham ái thôi. Nhưng mà họ không có ngờ rằng mình quần quật làm nô lệ cho cái lòng tham vọng của mình, đến cuối cùng chúng ta trút hơi thở cuối cùng với cái sự hối tiếc là chúng ta đã phí thời gian nô lệ cho tham ái, nô lệ cho tiền bạc, mà đến cuối cùng thì tiền bạc cũng không giải quyết được cho chúng ta thoát khỏi sự già, sự bệnh, sự chết được. Cho nên bốn điều đó chúng ta phải ngẫm nghĩ. Chúng ta thứ nhất là chúng ta phải nhớ rõ là sống trong cuộc sống này, chúng sanh loài người của chúng ta đều phải bị cái tình trạng gọi là parichunnam, tức là bị suy vong. Suy vong do tuổi già, suy vong do bệnh tật, suy vong do tiêu hao tài sản, suy vong do sự phân ly quyến thuộc. Và chúng ta luôn luôn nhớ cái bản chất của cuộc đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt, là vô hộ vô chủ, không ai có thẩm quyền với ai hết. Và chúng ta cũng không có thể nào mang đi, vì cuộc đời là vô sở hữu, chúng ta không có mang theo tài sản. Và chúng ta nên nhớ cuộc đời này chúng sanh không bao giờ biết đủ, không bao giờ biết thỏa mãn với gì mình đã có, mà chỉ làm nô lệ cho cái lòng tham của mình thôi. Người cư sĩ khi mà hiểu được tám cái điều này đó thì chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ đến cái chuyện là chúng ta tu tập đem lại cho mình cái sự an lạc. Cái sự an lạc nó có hai, là kajika sukha, là an lạc về thân, tức là thân khỏe mạnh. Nhưng mà người trí thì họ muốn cái sự an lạc về tâm, chia tới sự cách khác. Bởi vì dầu cho chúng ta có cái thân mạnh khỏe, chúng ta muốn ăn cái gì thì chúng ta cũng có tiền để mua ăn, muốn mặc cái gì cũng có tiền để sắm mà mặc, muốn ở căn nhà trong phòng có máy lạnh, máy điều hòa, chúng ta muốn sắp xếp đủ hết. Nhưng mà tâm của mình không được an vui thì như vậy chúng ta sống cũng không có hạnh phúc. Cho nên cái tâm an lạc là hạnh phúc nhất. Là người Phật tử chúng ta đều phải lưu ý ở chỗ là làm sao giữ được cái tâm an lạc thì cái điều đó là tốt. Và ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng có hai sự tăng thịnh. Một là cái sự tăng thịnh về tài sản, hay là cái sự tăng thịnh về phước báo. Thì một người Phật tử chúng ta đừng bao giờ chúng ta nghĩ đến cái việc làm cho tăng thịnh tài sản vật chất. Vì tài sản vật chất á, bây giờ
nó cung phụng cho mình. Nhưng mà đến lúc mình sa cơ thức thế thì cái tài sản vật chất đó nó cung phụng lại cho người khác. Bây giờ ở nhà, bây giờ vị gia chủ có tiền bạc, còn quyền hành trong tay đó, thì cái tiền bạc đó nó cung phụng cho mình. Nhưng mà đến khi mình già, mình bệnh, mình nằm đó thì giao tiền bạc đó cho con hay là cho cháu để nó quản lý. Mà khi nó quản lý như vậy thì nhiều khi nó bỏ cái thân già này nằm ở một chỗ, lúc đó thì chúng ta không ý lệ vào tiền bạc được. Vì tiền bạc đó bây giờ người khác nắm, là tiền bạc đó nó sẽ nghe lời của người khác, do cái sự sắp xếp người khác, chứ không có gì mình. Cho nên chúng ta cần phải tăng thịnh cái phước báo. Cái thiện phước là những điều thiện mà chúng ta làm do bố thí, do trì giới, do hành thiền. Những cái thiện pháp đó là dầu cho chúng ta bệnh nằm ở trên giường, cái thiện pháp đó nó vẫn phát sanh cho chúng ta, nó vẫn làm cho tâm của chúng ta được cái sự an vui. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải lưu ý. Khi mà chúng ta nhớ biết như vậy đó, thì chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta làm, chúng ta làm điều thiện, ráng mà tu tập. Bởi vì ở đây thưa quý vị, người ngoài á, cha mẹ mà thương con, dầu cho ruộng đất bề bề không bằng cho chúng một ngày trong tay. Hồi xưa người ta nói vậy, tức là cha mẹ mà thương con, muốn cho con hạnh phúc sau khi mình chết á, thì cha mẹ nên cho con đi học cái nghề. Hãy nó có cái nghề nghiệp ổn định rồi thì cha mẹ mới yên tâm. Chứ còn bây giờ mình nghĩ mình có đất, có vườn, có nhà cửa, mình giao ruộng đất cho con mà cưng nó quá mà không cho đi học nghề nghiệp thì sau này con sẽ chết. Nó sẽ chết đói, bởi vì nó không có nghề ngỗng gì hết, nó chỉ bán đất ra để nó xài thôi, xài riết rồi cũng hết. Còn khi mà chúng ta xuất gia, chúng ta tu hành cũng vậy, ở trong Phật pháp cũng vậy, cái tài sản vật chất đó, nó không đem lại cho chúng ta cái sự an lạc hết kiếp luân hồi đâu. Cái tài sản vật chất bất quá nó chỉ cung phụng cho chúng ta ngay trong cái đời sống hiện tại thôi. Nhưng mà thiện pháp thì nó đem lại cho chúng ta cái sự an lạc sau khi chúng ta chết, sanh ở cảnh giới khác. Không đem được tài sản vật chất, nhưng mà chúng ta đem theo được phước báo. Chính vì chỗ đó sư muốn nói rằng là một người Phật tử tu tập đó, chúng ta cần phải suy nghĩ, chứ không phải là lúc nào chúng ta nghe nói ở đằng này có mở khóa thiền, nghe nói đằng kia có mở khóa thiền, rồi mình ủng hộ mình chạy đến, mình nghe người ta nói ba điều bốn chuyện rồi chúng ta cũng đăng ký để vô ngồi hành thiền. Nhưng mà thật sự chúng ta không hiểu biết gì hết. Chúng ta không hiểu biết như thế nào gọi là thiền. Chúng ta không hiểu biết tại sao mình phải tu thiền. Rồi như vậy thì chúng ta cứ làm theo cái phong trào là chúng ta mệt mỏi lắm. Cho nên trước khi chúng ta muốn tu tập cái gì, chúng ta phải suy nghĩ cuộc đời này dần dần rồi lão suy vong, bệnh tật suy vong, tài sản suy vong, quyến thuộc suy vong. Mình suy nghĩ nữa chỗ đó để mình chán, rồi mình mới bắt đầu mình suy nghĩ tiếp. Đức Thế Tôn dạy đời là vô thường, đi đến chỗ quỷ diệt. Tất cả cái gì rồi nó cũng đi đến cái chỗ quỷ diệt hết, do vô thường mà. Đời là vô hổ vô chủ, bởi vì nó vô ngã, cho nên chúng ta không ai có thẩm quyền hết. Chúng ta có thẩm quyền với người này người kia, nhưng mà chúng ta không có thẩm quyền với cái xác thân này. Rồi đời vô sở hữu, đi bỏ tất cả. Bây giờ chúng ta chất chứa cho giữ cho nhiều lên, nhưng mà cuối cùng chúng ta phải bỏ lại hết, chứ chúng ta không đem theo gì hết. Rồi đời nó không có thỏa mãn, luôn luôn là nô lệ cho tham ái. Chúng ta nghĩ đến chỗ đó trước đi, xong rồi chúng ta bắt đầu chúng ta sợ, chúng ta mới bắt đầu đi tu tập. Mà tu tập thì trước tiên là người Phật tử chúng ta nên tập cái tâm xả tài. Sau khi tập cái tâm xả tài rồi chúng ta mới giữ giới. Xả tài tức là bố thí, không có tiếc nuối, không có keo kiết, không có bụng xỉn.
Rồi sau đó chúng ta mới giữ giới. Giữ giới là không cần nhiều. Một ngày quý vị nào mà mới tập sự đó, sáng thức dậy quý vị nghĩ rằng, ồ, ta có thể giữ được giới, nguyện rằng trong ngày hôm nay từ sáng cho đến chiều, để thử mình có khả năng từ sáng cho đến chiều mình đừng có giết một con vật gì hết, dầu cho cực kỳ của mối cũng không giết. Quý vị cứ nguyện giữ một giới thôi. Hai ba ngày sau quý vị giữ vậy rồi quý vị tăng lên. Bây giờ mình phải giữ thêm giới thứ hai nữa. Nguyện trong ngày hôm nay không sát sanh, không trộm cắp, không trộm cướp. Chữ adinadana có nghĩa là không trộm cướp, tức là trộm tức là lén lấy, còn cướp tức là lấy công khai vật của người ta, hăm dọa người ta, làm cho người ta sợ, người ta giao cho mình tài sản, như vậy gọi là adinadana, lấy của không cho. Thì chúng ta nguyện một ngày đó, rồi cứ lâu lâu như vậy chúng ta tăng lên cái giới, vậy riết nó quen thưa quý vị. Chúng ta giữ giới vậy nó quen. Rồi bây giờ đó, khi mà chúng ta đã giữ giới được rồi một thời gian, cái tâm nó được quý vị kiểm soát, quý vị thấy là cái tâm thân của mình không làm ác, miệng mình không nói lời ác, thôi bây giờ mình cái tâm mình còn lao sao, nó còn hôn trầm, nó còn phóng dật, thì bây giờ mình cố gắng tối trước khi ngủ mình ngồi lại để mình chú ý hơi thở ra hơi thở vào, mình biết cái hơi thở, biết hơi thở trong vòng 5 phút, tập như vậy đi. Rồi sáng thức dậy trước khi ra khỏi giường chúng ta cũng tập ngồi để mà chúng ta theo dõi hơi thở, từng cái động tác chúng ta đưa ra, đưa tay đưa chân ra, chúng ta cũng có chánh niệm biết rõ. Bây giờ bắt đầu chúng ta tập dần dần như vậy đó, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu có những cái buổi thiền tập mà ngồi khoảng chừng nửa giờ hoặc là một giờ đồng hồ, rồi sau đó chúng ta mới chọn cái đề mục. Muốn chọn cái đề mục là chúng ta đến chùa gặp chư tăng, gặp cái vị thiền sư, cái vị pháp sư hay vị thầy giỏi để chúng ta hỏi cái đề mục. Nhưng mà trước khi hỏi đề mục, quý vị phải cho biết, cho ông thầy cũng biết là con cái tánh hay quyến luyến người và vật, nặng bề ái, thì ông thầy sẽ cho đề mục thích hợp. Con cái tánh hay nóng hay sân, ông thầy sẽ cho đề mục khác. Cái tánh của con hay mê mờ, si mê, si ám á, thì ông thầy cho đề mục khác. Tánh con hay nghĩ ngợi lung tung, ông thầy cho đề mục khác. Tánh tầm á, là tánh con hay cả tin, gặp cái gì cũng tin, ai nói chỗ nào linh, chỗ nào ứng nghiệm thì con cũng tin hết á. Bây giờ phải làm sao, phải cho cái đề mục gì để mà tu tập cho nó thích hợp. Rồi hoặc là một người có cái tánh trí tuệ, tức là cái tâm sáng suốt, cứ hễ là phân tích, suy nghĩ, gặp cái chuyện gì cũng suy nghĩ, học câu pháp nào cũng phân tích, tự suy nghĩ mà phân tích ra. Mà cái tâm mà phân tích như vậy đó, nó sẽ trở ngại cho cái việc tu thiền lắm. Do đó cho nên cái tánh như vậy đó, muốn tu tập thiền là phải chọn cái đề mục để mà nó thích nghi với cái tâm tánh của mình. Đó, bắt đầu lên lớp. Chúng ta khi mà lên lớp như vậy, chúng ta mới tu thiền, mới tiến bộ được chứ. Cho nên ở đây đó, cái việc mà chúng ta tu tập bố thí trì giới và tu thiền, thưa quý vị, nó cũng không phải là khó, nhưng mà cũng không phải là dễ. Nhưng mà trước hết quý vị phải xây dựng cái nền tảng trước. Giống như khi mà chúng ta muốn cất cái nhà này lên, trước tiên là chúng ta phải dọn dẹp đất cho nó trống trải, rồi phải hốt bỏ những cái rác rưởi hay là đất bùn, chúng ta phải hốt sạch lên tới đất cái, rồi mới đào xuống dưới, rồi chúng ta mới đóng cừ. Đóng cừ xong rồi chúng ta mới bắt đầu đổ móng. Đổ móng lên mới xây cái nền, rồi cái đổ đà dằn nền. Xong rồi chúng ta mới bắt đầu lên cột. Cái đó khi mà những cái công đoạn đó mà nó vững chắc rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới xây tường, xây nhà nó kiên cố chắc chắn và nó đẹp được, nó không có bị sụp, không có bị nứt, không có bị hư. Chúng ta tu tập quý vị, không phải là chúng ta tự nhiên nói muốn tu cái chúng ta đi đến chùa xin quy tam bảo gọi là tu. Chúng ta phải
làm sao đi từng bước từng bước. Đó là những điều mà sư chia sẻ với quý vị trong cái pháp thoại hôm nay. Và quý vị nên nhớ rằng cuộc đời của chúng ta chỉ vỏn vẹn có bốn chữ thôi: đời sống này là trăm năm cô đơn. Quý vị nhớ là cuối cùng là chúng ta phải bỏ lại hết. Bây giờ mình trăm năm cô đơn thiệt. Bây giờ quý vị đừng nghĩ là chúng ta sẽ có vợ có chồng đương nhau mà sống, hay là có cha mẹ nương cha mẹ mà sống, hay là có anh chị em nương nhau sống, không có đâu. Cuộc đời trăm năm cô đơn, rồi mình không đi trước thì họ cũng đi trước rồi. Nhớ vậy đó, chúng ta ráng cố gắng. Thì hôm nay xin chia sẻ quý vị về bây giờ chúng ta hồi hướng nghĩ, để trong 10 phút nữa, 10 rưỡi chúng ta sẽ làm lễ trai tăng. Ừ, sẽ hết.